Nếu mà hai người hợp nhau thì em nghĩ là khoảng cách địa lý nó không có là gì. Nhìn sao mà em phát hiện ra không chuẩn men, em tả dùm cho anh nghe coi, anh rút kinh nghiệm coi. Tức là khi mà mình nhìn một người phụ nữ, người đó đẹp, tuy nhiên con mắt mình nó rực lửa lên là chuẩn men. À, được. Cái này hay nè. Em là Thu Dung, năm nay em 25 tuổi, em đang làm công việc viết lách. Viết lách là viết về cái gì em? Em làm báo. Làm báo. À, Dạ. làm Em viết báo được bao lâu rồi? Em cũng mới làm 3 năm thôi chị. 3 năm rồi. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường ạ. À. Chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trung Hớ, 32 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh của công ty xăng dầu ở quận 3. Dạ, Quê bạn ở quê đâu? em ở Long Đức Hòa, Long An. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em thì chính thức thì chỉ có hai thôi. Chính thức chỉ có hai thôi. Dạ. Không chính thức chắc cũng nhiều quá hả? Cũng cũng tạm tạm. Tạm tạm. Tạm tạm. Vậy là kinh nghiệm đường tình cũng rất là nhiều đúng không? Nhưng bạn có thể rút ra một bài học kinh nghiệm là lý do tại sao chúng ta lại không có duyên những mối tình đó, chúng ta lại phải chia tay những mối tình đó. Em nghĩ thì chắc tại vì một phần là do cái tính cách của hai người nó khác nhau quá. Gia đình em có kêu là hai đứa cưới đi á, nhưng người ta là không chịu. Không chịu. Dạ. Không chịu người ta bỏ em. Thì không Hay chịu là người em ta bỏ luôn. không chịu thì người ta bỏ em À, chứ. rồi, bây giờ hôm nay có cô gái bên kia, cô phóng viên ha. Hình như cô đó người người miền Trung đúng không em? Dạ đúng rồi anh, em người Phú Yên á. Phú Yên, ở bên đây là mình ở Long An. Cái khoảng cách địa lý hình như nó hơi xa chút xíu. Không biết rằng nó có hợp không em? Dạ nếu mà hai người hợp nhau thì em nghĩ là khoảng cách địa lý nó không có là gì. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình anh. Một mối tình rồi hả? Bao lâu rồi em? Dạ cũng lâu rồi chị, cách đây chắc 5 rưỡi. 5 rưỡi. Lý do tại sao chia tay? Do tính chất công việc không hợp nhau chị. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì cao trên 1m7, chuẩn men. Phải chuẩn men. Chuẩn men. Cái này cũng Bộ giờ không có khó chuẩn men cân nhiều đo lắm hả? Như thế nào gọi là chuẩn men em? Đúng rồi. Em nhìn là em biết thôi. Hay quá. Để tôi hỏi cái vụ này phải không? Này Toàn men không có phóng em? viên xinh đẹp. Em nhìn sao mà em phát hiện ra không chuẩn men, em tả dùm cho anh nghe coi, anh rút kinh nghiệm coi. Dạ không anh, người con trai mà người ta chuẩn men đó, mình nhìn là mình cảm giác được liền. Thì em nhìn anh Quyền Linh anh thấy Em gì nhìn chuẩn coi anh men có không? hơi men không? Hơi men không? Dạ không anh men. Anh men Anh men. mắt rực lửa như vậy là men. Trời à. Cô này cảm giác hay. Hay. Tức là khi mà mình nhìn một người phụ nữ, người đó đẹp, tự nhiên con mắt mình nó rực lửa lên là chuẩn men. À, được. Cái này hay nè. Nhớ nha, nhìn gái là mắt rực lửa lên, còn nhìn mà xìu xìu nó nói mình là thế hệ lát nữa lát nữa mà kéo cái màn lên làm sao mà có lửa đó thì là mới là men đó nghe. Rồi còn nữa là ảnh phải hiền lành, phải là người điềm đạm. Rồi dư xăng luôn. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích bạn trai có tính gia trưởng. Bạn trai có gia trưởng không em? Dạ em nghĩ chắc có chút chút. Chút chút là chỗ nào, ví dụ? Bạn ấy chỉ cần hỏi em một tiếng thôi. Hỏi em không chịu là cũng không được làm đúng không? Đâu, em dễ tính lắm chị, làm sao không chịu được. Hỏi là chịu hết phải không anh? Hỏi là chịu hết, anh xin miệng có tiếng nói là được. Chiều nay em đi chơi với anh bạn trong công ty nha anh. Được không? Dạ. Được, có gì đâu. Bình thường mà. Được. Dạ được. Ừ. Dạ được. Trời ơi. Chưa gì là có tính là ghen rồi đúng không? Được, sao suy nghĩ lâu dữ vậy? Anh suối đó chứ không, nó kêu không luôn rồi đó. À vậy hả? Vậy còn mình thì mình đặt ra cái chuẩn tìm người bạn gái là người như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi, tại vì em không được đẹp lắm nên em cũng không dám chọn bạn gái nào cao sang ấy. Nhưng mà cái chiều cao này đâu có đủ 1m7 đâu. Chắc 1m7 á chị. Không có tới, đừng có nói thấp tôi. Dạ 6'9" thôi. Thôi được rồi, bây giờ đâu có tiêu chuẩn gì nó nghe thử coi. Chỉ cần nhìn dễ thương. Để bên chú Thảo kia, cho bao mẹ. Dễ thương bên luôn. Kia là quá dễ thương luôn. Biết quan tâm chăm sóc gia đình là được rồi. Vậy thôi à, có điều gì không thích ở người phụ nữ không? Bê bối với lại là hay nói xạo á. Em không thích. Hỏi bên kia có nói xạo không? Nhà báo. Em thật thà lắm. Là thật thà lành mà còn thật thà nữa. Em có lãng mạn không? Lãng mạn thì chắc không ai bằng em đâu. Phải không? Dạ. Chút xíu nữa mở mạng lên nhớ hỏi nói với cổ cảnh mà mình hẹn hò rồi này kia như thế nào nhá. Không lãng mạn lắm á, nó hẹn hò với cây xăng không đó. Mình đã chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Đủ hết rồi chị. Đủ là có cái gì? Tiền đám cưới, vàng, mua vàng, mua có vàng nữa hả? Có chứ,
mua vàng cho bạn gái này cũng được mấy phần rồi đó, cũng được mấy phần rồi. Rồi có gì lập kế hoạch bao lâu mua nhà mua cửa rồi sanh con đẻ cái gì không? Thì chắc cứ vợ về cái đó là hai người tự thương lượng và cố gắng thôi. Thương lượng gì? Mượn tiền nhau hả? Có vậy đó, là mượn tiền mình cái đó mình phải lo chứ, tại sao mình để mà mượn tiền? Có gì đâu thương lượng, phải bàn bạc luôn, phải thương lượng, hỏi là em nên mua nhà bự nhà nhỏ, nhà bự nhà nhỏ mới mua chứ không quận mấy để thuận tiện em công việc em đi làm. Nhưng mà anh lo hết phải không? Lo hết nha. Thì vậy đi, nói cho rõ thì thương lượng được không? Mấy năm cưới về thương lượng em có bao nhiêu cho anh mượn không được. Chị hỏi rõ hết trơn rồi nha cưng. Hai này cũng hợp đó. Được không chị? Được được được. Bên kia dễ thương lắm em. Thôi bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân tư vấn coi nói sao nha. Em đi với ai? Nè em đi có bố em, có chị sếp với lại mấy em. À có bố nữa hả? Nãy giờ bố ngồi cười mỉm chi quá chắc được quá. Dạ chào bác. Bác thấy cô con dâu tương lai thấy được không mà bác? Thưa anh Quyền Linh, thưa chị Cát Tường, chị xin phép cho tôi nói là tôi ok rồi đó, thấy tạm được rồi đó. Dạ. Cơ bản vậy là thấy được rồi, thấy nhẹ nhàng rồi bác. Ủa hình như là em có đi với sếp nữa phải không? Dạ. Sếp. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị. Cách đây 5 năm á, em có hứa với nó là chị sẽ trả tiền cho cái chuyến xe rước dâu. À. Mà từ đó đến giờ chờ hoài không có. Tự nhiên nãy giờ em ngồi đây á, em mới đổi ý, cái em phải ra hạn luôn. Là từ đây tới cuối năm 2017 nếu mà không có coi như cái lời hứa đó là coi như mình bỏ. Đúng rồi chị, phải có giờ thời hạn chứ đâu mà kéo dài. Đúng quá. Đúng rồi, cái gì nó cũng phải có thời hạn à. Hướng này thì rất là chịu khó, chăm chỉ và ham học hỏi. Dạ. Có một điều thì Hớn nó giấu hồi xưa giờ nó không nói, rất thích gái đẹp. Chị mong là hai đứa sẽ cùng bấm. Dạ rồi cảm ơn chị. Ngày em gái hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với một số bạn làm chung với lại bạn thân của em. À rồi đâu chị chưa gặp bạn em đâu. Chào em. Em xin chào tất cả mọi người, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của Thu Dung ạ. Theo như mà như chị thấy đó Dung, mặc dù là bạn nam bạn hớn bạn rất khiêm tốn, bạn nói bạn không phải là trai đẹp, nhưng mà theo như cái tiêu chuẩn trai đẹp mà chị em mình hay nói với nhau á thì chị thấy bạn hớn rất ổn. À bạn trai hớn người ta khen mình kìa, nghe cảm ơn gì chứ. Rồi có yêu cầu gì của nhóm bạn đối với chú rể tương lai này không? Tụi em chơi chung với nhau á thì cùng thích á, là thích cái kiểu điềm đạm như Dung nói, mặc dù bạn nam bạn kia bạn tin hớn nhưng mà thực ra thì chị thấy bạn rất là chững chạc. Rồi cảm ơn. Bây giờ là mình gặp nhau đi để xem tiếng sét ái tình coi có lửa gì không nha, có đốt cháy được không nha. Kéo màn. Cô gái đến từ Phú Yên gặp chàng trai đến từ Long An. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Ngồi yên cho người ta ngắm cái mắt coi. Để nhìn được lửa nha. Em thấy mắt anh có lửa chưa? Chưa nó mới nhìn nhóm thôi nên em chưa có biết, để một hồi nữa em kiểm nghiệm. Anh thấy em sao? Anh nghĩ thì anh đang trời ơi, sao bối rối vậy? Sao tự nhiên vén màn lên thấy em anh run quá. Thấy em dễ thương, nói chung là anh thích. Em coi nó có chuẩn men không em? Anh biết thích em là anh chuẩn men rồi đó. Không nhưng mà thích vậy coi cái thích thật hay không, hay là nói thích cho qua để che giấu cái không chuẩn men đó. Bây giờ cũng nghi ngờ lắm em ơi. Em thấy anh có được gọi là đủ tiêu chuẩn của em để em mới 69 à? Được 69 không anh? Được. Đo kỹ cỡ 67 à. Ở nam cũng dễ thương, chịu chạc, không có sủ nhi. Anh 32 tuổi còn sủ nhi gì nữa em? Tùy thôi anh, có người 35 tuổi vẫn sủ nhi bình thường. Mày nhìn không tướng sủ nhi đâu, sủ quẻ. Hỏi tiếp đi, em hỏi gì đó. Không. Giờ mà hỏi tên nó tên gì nó biết chết liền á. Anh chuẩn bị nhiều lắm á, tự nhiên anh sao gặp em anh rung quá. Tim đập mạnh rồi đúng không? Dạ. Đúng rồi không? Em biết cổ tên gì không? Dạ thì Dung. Hả? Tên Dung. Tên Dung hả? Dạ đúng rồi anh. Em biết anh tên gì không? Anh tên Hớn, anh tên Hớn. Mình khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Em muốn tìm hiểu chắc cũng khoảng 1-2 năm gì đó. Dài quá em. Trả giá đi. Mình rút ngắn bớt là được không em? Cái đó là do anh á. Nếu mà anh làm em thấy thuyết phục thì nhiêu em cũng được. Do anh đó nha anh. Và anh hy vọng là sau buổi này anh sẽ được, chiều nay anh sẽ mời em đi coi xem phim hay là đi shopping hay đi đâu đó. Em cũng nghĩ là mình gặp nhau ở đây là cái duyên rồi. Không duyên này thì nó cũng duyên khác mà anh. Duyên khác là duyên gì cô? Để cái gì chấm chấm mọi người sẽ hiểu. Đây, đặt tay vào nút bấm nha.
suy nghĩ thật kỹ để xem chúng ta có duyên để hẹn hò hay không. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Có 3 tiếng đếm. 3 2 1. Hết thời gian. Bạn trai bấm rất nhanh đúng không? Còn bạn gái suy nghĩ điều gì mà chậm vậy? Em suy nghĩ là để từ từ bấm cho có giá. Nhưng mà đôi khi mà hàng để lâu quá bán không chạy nó ế đó thì nó cũng xuống giá lắm nha. Chúc mừng các bạn. Để tặng hai bạn. Ế quá anh rồi. Ế. Nếu mà về ế của em á thì nó có cái truyền thuyết về cái ế còn. Ế của cái truyền thuyết. Một vài bạn nam thì chưa có gia đình nhân nhỏ hơn em nên không có làm ăn được gì á. Rồi mời em ngồi. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Nga, em 28 tuổi. Em công tác tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Gia đình em ở Bình Phước nhưng mà em làm việc tại Đồng Nai ạ. Rồi, em làm cái gì ở trong tòa án? Dạ, em làm thư ký ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên Huỳnh Thanh Tân, năm nay băm được 2 nhát rồi. Em làm ở công ty bảo việt Đồng Nai. Cũng hài hước quá ha. Rồi, tại sao mình tìm đến đây hả bạn trai? Ế quá anh rồi. Ế? Nếu mà về ế của em thì nó có cái truyền thuyết về cái ế. Còn ế của cái truyền thuyết. Truyền thuyết hồi xưa mẫu giáo nè, cấp 1 nè, cấp 2 lên cấp 3 luôn. Xung quanh ông bớ nó buông nhiều lắm. Em mình em nam mà xung quanh nữ không à. Chắc nó hút hết mật rồi, cái giờ lên mấy con khác nó thấy hết mật nó không hút nữa. Đây em có thích người bạn trai mà hài hước rồi vui dí dỏm vui nhộn vậy không? Dạ có ạ. Tại vì em thấy là trong cuộc sống á, ai cũng có nhiều lo âu, nhiều mệt mỏi quá rồi. Nhưng mà một người bạn trai mà lúc nào cũng gặp em cũng than anh buồn quá, anh mệt quá, anh chán quá thì em cũng thấy chịu không nổi. Vậy là hợp gu rồi đó phải không? Dạ. Thế em cũng rất ok, là lý do tại sao mình phải nhờ đến chương trình. Dạ chắc cũng một phần do công việc nữa chị. Tôi làm việc của em thì hầu hết là mọi người có gia đình rồi. Một vài bạn nam thì chưa có gia đình nhân nhỏ hơn em nên không có làm ăn được gì á. Thế điểm mạnh của em là gì? Em có 3 điểm mạnh chính. Nhất là em không có nhiều chuyện. Ưu điểm thứ hai của em là em thích nấu ăn và thích những bữa cơm gia đình. Ưu điểm thứ ba của em là em có lối sống khoa học, em chăm sóc sức khỏe và ăn ngủ hợp lý. Em thường đặt ra mục tiêu của mình trong mỗi giai đoạn cuộc sống để mà mình đạt được. Hiện giờ cái mục giai đoạn này là như thế nào? Cạnh này mục tiêu là lấy chồng. Mục tiêu là được á. Mình đặt cái chuẩn người đàn ông mình tìm là người đàn ông như thế nào? Về ngoại hình thì khoảng cao khoảng 1m65, ngoại hình dễ nhìn. Cao hơn em, đen hơn em và xấu hơn em là được chị. Gì kỳ vậy? Muốn trong mắt bạn ấy em lúc nào cũng đẹp. Rồi cái gu cô này cũng lạ lắm nè. Bên đây xấu quắc à? Trời ơi xấu quắc luôn vậy hả? Hỏi cũng thích lấy vợ đẹp không? Vợ đẹp em thích chị. Chứ không phải lấy vợ xấu hơn mình để thấy mình đẹp sao? Không có đâu chị, em không thích cái hình nền như vậy. Em thích cái hình nền hai cái đi chung với nhau. Mình có tật xấu gì không bạn? Cái tật xấu nó cũng gọi là cái ưu điểm của em luôn á chị. Tại ưu điểm của em là nói chuyện vô duyên. Bây giờ nó chưa lộ, khi mà mình sau này mình có vợ á chị, mình nói chuyện vô duyên, gái đâu theo đâu. Gái để vợ đỡ ghen, đỡ mệt, đỡ già. À, đó cũng được. Còn em có thể là nấu ăn được. Người đàn ông có thể của gia đình. Thì em khi đi làm về thì em về nhà phụ giúp vợ được phải không? Dạ, khuyết điểm của em là có thể là bạn bè nó hơi nhiều. Công tác xã giao nó sẽ bị nhiều. Thì em cũng phải đi khách hàng, đi tiếp khách. Thì cái đó phải báo trước cho vợ. Dạ, thì chuyện đó bình thường. Qua coi hình nền bệnh thế nào nha. Đổi cái hình nền liền luôn. Ô trời ơi, anh kia chắc chắn xấu quá. Xấu hơn em, yên tâm. Anh em hài hước ha. Mà em không biết giống như ảnh có nói là có vô duyên thiệt không thì không biết. Cũng chút chút à. Cũng có chút chút. Được không? Thầy. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không em? Dạ có, em đi với chị gái và già hết ghê luôn chị. Rồi giờ chị nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào chị? Tính cách hài hước chị như vậy là rất là hợp với bé Nga. Với nói là con người của gia đình thì bé Nga nó cũng rất cần những người như vậy cho nên em thấy cũng rất là hợp. Tính của nó thì hơi thất thường, lúc giận lúc hờn nên nhiều khi bạn trai khó chịu. Không sao đâu, mình đẹp mà mình có quyền, anh kia anh xấu hơn anh phải chịu mình chứ, đúng không? Em muốn hỏi bạn trai bên này là anh ơi, anh có lãng mạn không ạ? Lãng nhất à? Đúng rồi. Lãng mạn thì mình thuộc tiếp người không có thiên về lãng mạn nhiều, tiếp người thực tế. Nếu mà lãng mạn thì lâu lâu phải cố gắng làm một cái hai cái. À Nga ơi, tớ nghĩ là đương sự này thì mọi thứ cũng tương đối ổn, có điều là có điều là hơi thiếu một tí lãng mạn. Em nghĩ là nếu mà muốn ổn hơn chút xíu nữa thì anh nên sưu tầm thơ của Hàn Mặc Tử hay Nguyễn Bính gì đó. Mỗi lần mà bạn ấy giận hờn gì anh cứ gào thét ở dưới nhà, em nghĩ là sẽ ổn hơn. Vừa đọc thơ mà vừa kêu bằng đương sự nữa thì ai mà nghe thơ làm còn ác. Nghe ghê quá, hồi nó phạm nhân nữa mệt lắm.
Rồi nhà trai mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ, dì, chú với mấy em. Dạ rồi, chào cô. Tôi là dì của em Tân. Thì dì thấy rằng là về vị trí địa lý thì nói chung là tốt rồi. Tại vì bác Tân thì cũng làm việc ở Đồng Nai, gia đình ở Đồng Nai. Và cháu gái ở đây thì nhà ở Bình Phước nhưng mà làm ở Đồng Nai, thì thấy là như vậy là cũng có điều kiện để các cháu mà thường xuyên tiếp xúc và gặp gỡ gia đình ở bên đằng trai. Nghe mà bé gái nói chuyện thì gia đình thấy rằng là cũng hợp với gia đình. Đây là mẹ của em Tân, và đây là chú, và đây là em, và còn hai em ngồi phía dưới nữa thì thấy là đã được rồi. Chào mẹ đi, có bác gái ngồi đó luôn kìa. Dạ, chào bác, chào dì. Dạ, cô nói một câu gì với cháu đi cô. Theo mẹ thấy thì bé này cũng được, là ăn thua hai đứa thôi. Gia đình hai bên một đã đồng ý hết rồi. Rồi. Giờ tùy thuộc hai bạn thôi. Kéo màn lên. Kéo màn. Mời hai bạn. Có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Nãy giờ tôi thấy cuốn sách này mà tôi chưa hỏi. Dạ, em có món quà tặng anh. Rồi, anh cảm ơn em nhiều. Sách tựa gì vậy? Đương đối sự nói sự gì? Thế gì nghệ thuật xử thế anh. Tưởng đâu đương sự nói gì chứ. Hồi nãy em nghe bên kia, lúc nãy em nghe nói thì em cũng không hình dung được về anh. Nhưng mà nói chung là ấn tượng đầu tiên của em với anh thì có ấn tượng tốt. Người con gái mà anh nghĩ là nãy anh nghe nói em làm việc trên bên cái môi trường là tòa án. Anh nghĩ thì cái bên đó thì người ta sẽ cứng nhắc. Nhưng mà anh khi mà anh thấy em là nét nữ tính nhiều hơn, là quá mềm. Đổi hình nền này được không em? Dạ, hình nền quá đẹp. Quá đẹp. Nãy anh chưa nói cái khuyết điểm của anh là anh không có thích nhắn tin nhiều. Anh thích mà gặp, tiếp xúc lẫn nhau, mà mình nói chuyện là mình dòm qua gương mặt, ánh mắt của nhau. Yêu cầu anh một ngày phải một tin nhắn, hai tin nhắn liên tục vậy đó, thì có thể công việc anh bỏ qua một bên, anh không có thể nào chú trọng đến cái vấn đề tin nhắn. Ủa là cái gì, hai người đi làm là cả ngày không liên lạc với nhau gì luôn á hả? Có thể công việc mình cũng không thể nào mình tiếp xúc liên tục qua điện thoại được. Thường phụ nữ người ta thích được chăm sóc, ví dụ như giống như là tôi đi làm mà có bồ mà ngày đó mà không hỏi thăm, bắt đầu tôi nghi gì đó, nhưng mà tôi ghen, giờ làm gì ở đâu, đi đâu, đi với con nào, tại sao không nhắn tin, tại sao không hỏi thăm. Em nghĩ là cái vấn đề nhắn tin hay gọi điện đó nó cũng không mất quá nhiều thời gian. Quan trọng là đối phương có đáng lại cho mình dành thời gian ra hay không thôi. Chứ còn một tin nhắn thì cũng chỉ có mất có vài giây thôi à. Thấy chưa, tôi khơi ra trúng rồi, thấy chưa. Đó là cái thói quen đó, giờ anh chỉ thích mà gặp mặt nói chuyện với nhau. Còn bây giờ cái tập, mình phải thay đổi chút xíu. Có thể em sẽ giúp anh cái phần nào đó để thay đổi cái con người của anh. Nói chung là không, theo anh nghĩ nè, nhắn tin hay không là quan trọng là có yêu nhau nhiều hay không. Bây giờ mình chỉ đề ra vấn đề đó thôi. Nhưng nói khi đã yêu rồi đó, trời ơi, tin cứ tới tấp nập luôn, không nói cũng nhắn nữa. Bây giờ nè, bạn nữ khiêu vũ rất là đẹp, mời bạn nam nhảy một bản. Cái máu mà khiêu vũ em cũng vẫn rất thích, nhưng mà do cái vấn đề là mình đó giờ mình chưa qua trường lớp, mình nhảy thì nó lóng nga lóng ngóng thì như vậy mới có điều kiện người ta ôm mình, ta dìu mình, coi như em là vũ nữ đi. Vũ công, vũ công đi. Âm nhạc chuẩn bị, đứng lên. Trời ơi, mạnh dạn lên nào. Cơ hội nhảy đâu anh, kệ nó. Dạ, em thấy trong bộ nhiều bộ phim á, nhiều khi họ không biết khiêu vũ gì đâu, nhưng mà họ chỉ cần đứng dựa vào nhau và lắc qua lắc lại. Trời là ơi, cái gì vậy, hoài vậy thôi hả? Dạ, tôi cho cơ hội ôm nhau còn không chịu nữa kìa. Cái ông này thiệt biết phải đàn ông không ạ? Bắt đầu, nhào vô, âm nhạc. Vậy hả em? Trời ơi, ông chơi xì dạ vô. Rồi, cái này là em thấy chỉ những... Đấy thì cầm tay thôi ạ. Đấy, đã giờ được hai cái rồi. Rồi, bắt đầu rồi, tình cảm hơn nè, tình cảm hơn là mình diễn nè. Nói đi, trong âm nhạc này nói đi. Lúc đi vòng vòng đi em. Mình vừa bạn trai đi vòng vòng đi em. Nhảy mà mặt như chó già trời. Cười vui lên chứ. Rồi, rumba luôn. Anh bỏ tài. Té, té. Té luôn, té luôn. Đỡ nổi đâu anh ơi. Trời ơi, không có được anh ơi. Mà nhanh vô hoài vậy, ngồi xuống đi. Nhảy đầm trước cô gái đẹp mà mặt nhăn nhăn. Sợ đạp, sợ đạp chân. Rồi bạn nam đi, nói một câu rồi. Gì đó cảm xúc của mình, tỏ tình với bạn nữ đi. Anh sẽ vì em làm cha thằng bé. Nói cho nghiêm túc cho ông ơi. Ông hài hước riết ông quen rồi. Sâu lắng tình cảm vô. Anh muốn làm bạn nhảy cả đời cho em. Thôi hết thời gian. Hy vọng anh sẽ nhắn tin cho em nhiều nhiều một chút. Được có cái câu mà anh muốn làm bạn nhảy với em suốt cuộc đời được đó. Suy nghĩ nha, rồi quyết định.
1 2 3 Hết thời gian. Thế bây giờ giỡn sợ bạn gái không bấm nút. Nhưng lý do em bấm hơi chậm đúng không? Em là cái người lãng mạn, mà anh ấy nói là anh ấy không có lãng mạn, thì em sợ rằng như thế thì sẽ có sự không hòa hợp được trong quá trình tìm hiểu. Đây là một chàng trai tốt đấy. Nếu mà lãng mạn quá thì người ta đã lãng mạn với nhiều người lắm rồi. Hai người nắm tay nhau cái đi. Nắm đi. Quá. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên đến với chương trình thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ phía bên kia cùng toàn thể các khán giả ở trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Mai Duy Thành, sinh năm 1993, năm nay 27 tuổi. Thì cấp bậc hiện tại là trung úy, chức vụ là chính trị viên đội xe tổng hợp. Hiện đang công tác tại trung đoàn 935, sư đoàn 370. Hiện tại đơn vị đóng quân tại địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì về quê quán của tôi thì tôi sinh ra tại Quảng Bình, lớn lên tại Lâm Đồng và hiện đang công tác tại Biên Hòa. Bây giờ mình hết rung chưa nè? Mình tự giới thiệu về bản thân mình. Dạ. Dạ, con chào cô, con chào chú Quyền Linh. Con chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây và chào anh bên kia nhé. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Hoàng Anh. Năm nay con 20 tuổi. Hiện tại con đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành dược. Con đang học tập tại Bình Dương. Và quê quán của con thì dạ, con ở Quảng Trị. Quảng Trị á? Dạ. Quảng Trị. Nhưng mà cô hỏi nè, lý do gì mà hôm nay con lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Mới có 20 tuổi thôi mà. Dạ, tại vì lúc mà con đăng ký thì con nghĩ là sẽ khoảng 3 đến 4 năm mới tới lượt mình. Thì con đăng ký trước kiểu là dành chỗ cô. Dành chỗ. Cái may mắn sao chương trình gọi và con cũng đăng ế nữa. Rồi ngày hôm nay á, là lúc mà khi mà con có biết là mình đăng ký là mình sẽ đăng ký ở cái số đặc biệt dành cho các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam không? À dạ con biết, con biết. Con cũng thích về. Nguyện vọng của con là con yêu chú bộ đội đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Lý do? Điều đầu tiên con thấy là trung thủy, làm việc kiểu nghiêm túc. Ông qua đây đi, tôi nói ông nghe nè. À qua bà anh coi đi nha, mặt gái luôn hả? Trời ơi bé gái. Đúng không? Bé gái 20 tuổi và rất là đáng yêu. Trời ơi. Xinh xắn. Đẻ dữ vậy con, quá xinh luôn vậy đó. Đó. Mặt nét lắm nha. Cô cảm ơn chú. Nhưng mà sao hồi đó giờ con có người yêu chưa? Dạ con cũng nói thiệt là tính tại hiện tại là con cũng được 20 năm là độc thân FA. 20 năm FA hả? Đó, 20 tuổi cái là con chưa có người yêu luôn. Dạ đúng rồi, chưa cờ rớt hay là kiểu đồ này kia luôn. Thực sự mấy chú nhìn đó. Hôm nay tôi rất là tự tin về được cái bên rồi. Đàn gái nhà tôi ha. Chú bộ đội đây để coi tình yêu chú thế nào. Dạ thưa anh Quỳnh Linh thì em trải qua được 2 mối tình rồi. Hai mối rồi. Mối thứ nhất là mấy bao lâu? Dạ mối thứ nhất thì được khoảng hơn 1 năm. Ừ, mối thứ hai? Dạ, mối tình thứ hai thì trải qua được khoảng 6 tháng. Còn 5 6 tháng yêu ha. Mối nào đậm đà nhất? Lý do chia tay vậy? Dạ về lý do chia tay thì thật ra là cơ bản là vì khoảng cách xa nhau. Thì đối với mối tình thứ nhất thì cô gái đó thì ở tại Lâm Đồng, còn em thời gian đó thì học ngoài Hà Nội nên là cũng xa rồi, cũng nhiều cái mâu thuẫn cũng như là hiểu lầm, mình không thể nào mà mình giải thích được. Về mối thứ hai thì khoảng 6 tháng thì lý do nó cũng gần như vậy ạ. Thì sao mà cách lòng hả? Gái đâu vậy? Ở đâu con? Dạ con ở Quảng Trị. Tức là quê là ở Quảng Trị. Nhưng mà bây giờ ở Bình Dương. Bình Dương chỗ nào? Thủ Dầu Một. Thủ Dầu Một có gần không? Dạ cũng không xa lắm ạ. Rồi vậy được, vậy khỏe re rồi. Khỏe re không? Rồi sao mà cách lòng nữa? Em chào chị ạ. Chào cưng. Trời ơi. À hôm nay nói chung là bên nhà trai nhà gái là tương đồng tương sức ha. Không nghĩ là em 27 tuổi. Vì là nhìn em như vậy nghĩ em cỡ 22 tuổi thôi. Thực sự chàng trai rất là trẻ trung luôn ha. Còn trẻ mà. Em hình dung về cái người bạn nữ bên đây sao? Qua tình hình nãy giờ ở bên đây có những cái thông điệp chuyển qua thì em tưởng tượng cô bạn bên đây như thế nào? Dạ vừa rồi thì em có nghe giọng nói thì em thấy giọng nói bạn khá là dễ thương ạ. Khá là dễ thương. Dạ, quê gốc em ở đâu? Dạ quê gốc của em ở Quảng Bình ạ. Quảng Bình. Dạ bên kia Quảng Bình Trị. Với Quảng Trị gần nhau không? Dạ sát nhau ạ. Sát nhau luôn hả? Dạ vâng ạ. Vậy là hay quá.
Em có điểm mạnh điểm yếu gì thông báo cho bà mối biết đi. Dạ, về điểm mạnh của em thì mang tính chất đặc thù công việc thì em có trách nhiệm cao đối với công việc, hay là tỉ mỉ cẩn thận. Về tính cách cá nhân của em thì luôn lạc quan, vui vẻ, hòa đồng và biết lắng nghe người khác. Dạ. Có cái tật xấu gì không? Có dạ. ghen không? Có nóng tính không? Có gia trưởng không? Dạ, thưa chị thì về nóng tính với gia trưởng thì em không có. Dạ. Còn về tật xấu thì ghen, nếu ghen mà ghen thì mà. Đương nhiên nếu mà yêu rồi thì ai cũng ghen, nhưng mà cái mức độ nó phù hợp trong cái khả năng mà mình có thể chịu đựng được. Nhưng mà ghen đúng lúc đúng chỗ và có lý do của nó. Vâng. Còn về nhược điểm nữa thì em cũng có hút thuốc, nhưng mà hút cũng không nhiều ạ. Dạ. Rồi cái thôi bây giờ để mình nghe cái ưu khuyết điểm của bạn nữ nghe. Sao nè, con nói cho bạn bên đây nghe nè. Dạ, ưu điểm của con là biết nấu ăn, sống trong là gọn gàng, ngăn nóc, sạch sẽ, rồi biết biết đàn, rồi biết hát. Biết đàn, biết hát. Dạ. Ủa là con làm ngành gì quên rồi nãy? Dạ, dược. Về dược. Dạ, đúng rồi. Như vậy là đang học năm thứ ba hả? Dạ. Dược sĩ hả con hả? Dược sĩ, dạ, dạ. Dược sĩ. Mình học mấy năm con? Dạ, năm ạ. Bào chế thuốc năm thì năm. Bán năm thuốc năm rồi đó. Năm năm thì là mình còn 2 năm nữa đúng không? Như vậy là cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Thì cũng phải kiểu đừng có hút thuốc con. Đừng có hút thuốc hả? Đúng rồi. Thì cái đó là về con bỏ nhỏ đúng đi rồi. Bạn nói là bạn này có hút thuốc ít, thôi, ít thôi. Có nói nhưng mà ít thôi. Dạ, yeah. đừng có gia trưởng là được rồi. Không gia trưởng, không nóng tính. Ghen có chút đỉnh, ghen chừng mực. Nhưng mà cái ngoại hình đó thì con có một cái ngoại hình khuôn mẫu nào không? Thích coi phim nhiều hay như nào? Thích nét của Hàn Quốc hay là của Hường Công hay là của diễn viên điện ảnh Quyền Linh? Con thích kiểu Việt Nam, kiểu rắn chắc, mạnh mẽ, khỏe mạnh thôi. Vậy đó. Cao hơn con khoảng 1m7 đi. Kì, con cũng thấp. Rồi, bây giờ em coi nãy giờ bạn nói là những cái mà mong muốn của bạn gái về cái hình mẫu người con trai, đàn ông như vậy thì em thấy em tương thích là bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ thì chắc cũng khoảng được ít nhất là 70% ạ. Dạ 70%. Còn em sao, cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Thì thật ra từ hồi giờ thì em chưa xây dựng cho mình một cái hình tưởng, một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Thì em vẫn nghĩ là quan trọng nhất là về vấn đề tình cảm. Nhưng mà ngoài ra thì em vẫn hy vọng là người bạn gái của em về ngoại hình thì cũng dễ nhìn một tí. Đừng quá xinh quá. Đừng quá xinh hả? Vâng, tại vì đôi lúc do cái đặc thù công tác của tụi em á, thì đôi khi thì người ta ở ngoài thì có thời gian dành cho bạn gái, nhưng là tụi em lại đang bận hôm đó là phải đi trực. Và nhiều vấn đề lo lắng sau này. Xinh quá sợ mất bạn gái hả? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Xinh quá là sợ. Thấy bạn trai đi kiếm bạn gái mà yêu cầu bạn gái không xinh quá. Không được xinh quá, tại sợ không lo được rồi mất công ghen hả? Trời, thương. Dạ vâng. Mệt mỏi, Rồi, thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Em trai đi với ai? Dạ thưa anh Quỳnh Linh, thì hôm nay đi với em thì có thủ trưởng và các đồng chí đồng đội cùng công tác tại trung đoàn 95. Rồi, xin chào thủ trưởng của bạn Nam. Kính thưa chương trình, kính thưa anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng hai bạn chơi, cùng toàn thể các vị khán giả đang ngồi trong trường quay cũng như là các bạn khán giả trên màn hình nhỏ. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Nguyễn Văn Công, hiện tại đang là cán bộ quản lý chỗ đồng chí Thành. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì trước tiên thì xin phép có đôi lời về chỗ đồng chí Thành. Về đồng chí Thành thì tính cách rất là vui vẻ và hòa nhã và không bao giờ có nóng nảy gì hết. Đấy, như đồng chí nói đấy, khả năng nhẫn nại và kiềm chế rất là tốt. Đấy, thật sự đó là một cái ưu điểm mà tôi thấy. Và cái khuyết điểm nổi bật mà của đồng chí Thành đấy là e dè trước phụ nữ. Đối với anh em con trai đồng chí đồng đội rất thoải mái, nhưng trước mặt phụ nữ là nhút nhát. Và đó chính là lý do mà đồng chí Thành có mặt ngày hôm nay, bởi vì vẫn còn F3 đấy. Và về bạn gái ở đây thì thực sự là em theo cảm nhận của tôi thấy là rất là hợp với cho đồng chí Thành. Cũng mong là hai bạn là cho nhau cơ hội để mà tiến tới xa hơn sau chương trình ngày hôm nay, và cũng là để cho một đồng chí trong đơn vị chúng tôi là có một hậu phương vững chắc và an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng.
Con đi với ai nè? Dạ hôm nay con đi với anh trai Mưa và một dàn em gái Mưa. Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và cũng các khán giả hôm nay. Dạ con là như là nãy bạn Quyền Anh đã nói rồi, là anh trai Mưa và mấy bạn đi chung ở đây. Dạ con cứ nhận xét bạn, dạ thì con có đôi lời nhận xét tới bạn Hoàng Anh. Dạ bạn Hoàng Anh là ngoan rồi, hạt hà, tốt bụng, từ lúc cũng giúp đỡ mọi người xung quanh. Dạ em ấy học thì rất là giỏi. Còn nhận xét bên anh bên đây, anh trai anh bên đây thì nhìn là đẹp trai. Đẹp trai ha. Dạ. Có một ruồi dễ nhớ. Con cũng sao cũng mong là hai bạn hôm nay thì sau chương trình thì về cho nhau khoảng thời gian để mình tìm hiểu thêm. Dạ rồi sau đó thì mong mà hai bạn cũng đến nhau một cái hạnh phúc tốt đẹp. Dạ con cảm ơn. Rồi cảm ơn con. Rồi mở rào. Vậy tặng quà nào? Bắt đầu đi Thành. Dạ. Tới luôn, tới luôn. Bay tới. Anh chào em. Dạ. Thì hôm nay thì lần đầu tiên được gặp em, anh có một lẵng hoa với lại một quyển sách. Trong sách anh có viết vài dòng. Thì rất là vinh dự hôm nay được đứng trên sân khấu với em. Dạ. Hy vọng là sau này chúng ta còn nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau hơn nữa. Dạ, em cảm ơn. Rồi để đây con, để đây. Rồi, đó. Dạ. Nhận sổ nè, rồi trao quà của mình luôn. Vậy rồi em cũng có một món quà nhỏ thì tặng đến anh, là em nghĩ cái này không quá lớn lao nhưng mà khi anh cần là có nó liền. Anh cầm cái này. Cái gì vậy? Mở ra đi con, cái gì con? Đây là kiểu dụng cụ y tế, mỗi lần anh cần cái gì là nó có. Ồ anh rất là cảm ơn em luôn. Những cái này rất là thiết thực luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Dạ. Nói cho mọi người nghe đi. Thưa chị, là một số vật dụng cần để phòng chống Covid ạ. Với lại là sát trùng vết thương ạ. Bên dược mà, người ta làm bên dược mà. Thì thật ra thì vừa rồi thì em có giới thiệu với anh trai Mưa thì anh cũng có hình dung một cái câu hỏi. Tại vì anh có suy nghĩ mà. Thì không biết là anh trai Mưa của em thì em gặp trong tình huống như thế nào mà tại sao mà hai người thân với nhau rồi có cái tên là anh trai Mưa? Gọi anh trai Mưa kiểu một cách vui thôi chứ không có kiểu anh sợ kiểu mối quan hệ này kia đúng không? Dạ không. Kiểu chơi thân với nhau rồi cái kiểu hợp gu rồi này kia. Rồi cũng hiểu tâm lý đồ này kia thì ấy thôi chứ không phải là chứ không phải là kiểu có mối quan hệ gì đó mờ ám là gì ấy anh. Thôi. Ấy thôi đó mà. Dạ. Không, thật ra này. Thật ra thì anh chị hỏi thôi để mình giải đáp cái suy nghĩ trong lòng anh thôi. Thì thật sự thì anh nghĩ cũng chỉ là một anh người anh trai rất là thân với em. Đúng rồi, kiểu lớn tuổi kiểu chỉ cho em được nhiều cái đây này kia. Về công việc của anh thì anh muốn công tác ở đây luôn hay là mai mốt anh về quê hay sao ạ? Hiện tại thì anh vẫn xác định là anh công tác ở đây luôn. Dạ con thấy anh khá trẻ so với tuổi. Ngoài hình ưa nhìn không đến nỗi là trắng quá, con sợ trắng quá cái đứng với con nó bị chạch. Thì thật ra thì hôm nay đến với chương trình lần đầu tiên gặp em thì trước tiên thì nghe giọng nói của em rất là dễ thương. Thì sau khi được nhìn thấy mặt đó thì thấy em rất là ngoại hình cũng như là giọng nói luôn, dễ thương như nhau. Em cảm ơn. Rồi vừa rồi em có giới thiệu là em đến từ Quảng Trị. Dạ đúng rồi. À, anh đến từ Quảng Trị nhưng mà anh nghe giọng nói lại giọng nam, không biết là hiện tại là gia đình em, bố mẹ anh chị đang ở đâu? Mọi người của em ở Quảng Trị hết nhưng còn em vào đại học, cái em nói giọng này để kiểu thích nghi môi trường, người ta dễ nghe chứ dễ ví dụ nghe. Nói giọng mình một số người hiểu còn một số người không hiểu. Anh cho em hỏi là khi thường thường công tác trong đơn vị thì thời gian nó sẽ rảnh là ít đúng không? Thật ra thì hôm nay anh ngồi ở đây á thì anh cũng luôn như em vậy thôi, nhưng mà anh nghĩ thì đây là một cái duyên nên là mình cố gắng mình nắm bắt. Còn vừa rồi thì em có hỏi anh là về thời gian rảnh á, ít rảnh, làm công việc của tụi anh thì ít rảnh,
Thì anh có trả lời như vậy. Và anh nghĩ là một tuần thì có thể thu xếp gặp em được khoảng 2 lần, ít nhất là 2 lần, là em cứ yên tâm. À, thực ra em hỏi vậy thôi chứ em cũng không bắt là người yêu của mình là phải 24/7. Em có thể là không thể gặp mặt nhau nhưng mà kiểu luôn hướng về nhau và luôn nghĩ về nhau và có thể gọi điện đôi hay là nhắn tin đôi vẫn được. Em không kiểu không bắt buộc là phải một tuần hay là một tháng phải bắt buộc phải gặp như nào. Nếu như mà em học xong rồi á thì định hướng công việc của em như thế nào? Em ở đây hay là về quê? Dạ, tất nhiên là con học xong thì con sẽ ở đây làm việc luôn. Rồi cấp sinh thứ 3 được không con? Theo anh đó. Theo anh nhưng mà phải để xem tình hình như nào, kiểu phải an toàn đồ này kia con mới theo chứ. Thì thật ra thì nếu mà tin tưởng á thì nó là cái chuyện giữa hai bên, mình cảm nhận về đối phương thông qua giao tiếp, thông qua các mối quan hệ. Thì đối với bản thân anh thì anh tự nhìn nhận là hồi giờ thì mọi người xung quanh luôn đánh giá anh là một người tin tưởng. Còn về tương lai thì anh suy nghĩ như thế này, thì cuộc đời có 3 giai đoạn, tiền vận, trung vận và hậu vận. Tiền vận có thể mình khó khăn một chút nhưng mà quan trọng anh thích về hậu vận. Yeah. Mình được thoải mái hạnh phúc. Bình với anh không? khoan họ khoan gì đó, khoan tới khoan lui đó. Dạ, thật sự thì em không hát được giọng của Bình với lại một số bài đấy. Em nghe thì vẫn nghe, vẫn thấy niềm tin yêu về quê hương của mình, nơi mình sinh ra. Thật sự là như vậy. Thế giờ mà... mình hát cái gì cũng được. Hát đáp lại. Nếu mà để hát đối đáp thì... Hát thì Bình, hát yêu Thành, hát lại đi Thành. Dạ, thì em xin hát một đoạn của bài Từ Đó của Phan Mạnh Quỳnh. Thật sự thì em hát không có hay. Hồi bé thì ở nhà lâu lâu cũng hát. Nhà em thì cũng có nuôi chó với mèo ấy. Mà hát xong rồi nó bỏ đi luôn. Không sao, tấm mà lọc là được. Nhưng mà em ở lại là được rồi. Thì anh đang nắm tay em mà sao em chạy được đúng không? Em bình tĩnh nha, đừng chạy. Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngân, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta viết thân thang. Dễ thương mà. Không biết gì được mà. Ơi, nếu mà Thành cố gắng tập thì Thành hát được. Dạ đó. Đúng rồi, anh có cũng chất tô, giọng của anh cũng hay mà. Tại hay vì mà. Chưa mài rũ tay ra, nắm tay, nắm tay cho nó. Em bỏ tay luôn. Bây giờ nè, Thành không biết hát được, Thành phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào đối với cô gái. Ha, và dạ. Mong muốn điều gì, nhìn thẳng cô gái nói chuyện đi Thành. Dạ vâng ạ. Thì thật sự thì một cô gái rất là dễ thương. Từ giọng nói đến giọng hát. Thì không biết là về Quảng Trị thì rất là muốn về luôn, anh rất là muốn về luôn mà không biết là nhà em ở đâu. Thì để biết được thì chắc là phải nhờ em dẫn về. Dạ nếu có dịp thì mà nếu có thể tiến xa hơn thì chắc chắn rồi, điều đó điều tất nhiên. Rồi anh cảm ơn em. Dạ. Thì vừa rồi thì trong quyển sách á thì anh cũng có viết một vài dòng, thì không biết là em có thể mở tại đây em đọc cũng được. À, để em... Đọc Quảng Trị đi. Dạ em xin phép đọc. Bế hạc là gì anh? Là Biên Hòa đó em. À Biên Hòa ngày 4/10/2020. Chẳng có quyết định nào là sai vì mình luôn có quyền để làm cho nó đúng. Chúc em luôn hạnh phúc với mọi điều em quyết định. Dạ em cảm ơn. Quyển sách này tên là Còn Sống, Còn Yêu Thương. Nên là mặc dù là em có quyết định như thế nào nữa thì thật sự thì anh vẫn luôn hy vọng đó là một quyết định mang lại hạnh phúc cho em. Yeah. Còn anh vẫn mong muốn là em sẽ đặt niềm tin ở anh. Yeah.
làm như cái không gian này của tụi mình tự nhiên im hết chỉ dành cho hai bạn này thôi á. Bởi biết sao không? Thật sự là hai bạn rất là dễ thương đó, rất là xứng rất luôn, rất là cưng, đặc biệt cô gái nha. Em gái đó nói về thôi chứ ngoài đời chắc chắn là rất là lanh luôn đấy. Em gái là cũng năng động lắm đấy, cũng xéo sắc lắm đấy, chứ không phải đùa đâu nha. Ở hai đứa anh thấy rằng là rất là hợp với nhau. Dường như những cái giây phút vừa rồi chúng ta cảm nhận là hai đứa rất là thương, rất là cưng, nhìn nó hợp với nhau. Thời gian như lắng động lại chỉ dành riêng cho hai bạn thôi á. Thôi bây giờ mình nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình ha. Nói rút ruột, rút gan, rút hết ra mà nói một câu thôi Thành. Xong rồi mình tiến về Thành bấm nút thôi Thành ơi. Đúng rồi. Nói đi Thành, nhìn thẳng vào mắt cô gái Quảng Trị. Quảng Bình quê ta ơi. Quảng Trị quê ta ơi. Khoan. Bắt đầu. Dạ, thật ra thì anh không muốn khoan đâu, anh muốn tới. Thế nên là hôm nay thật sự là rất là vinh dự và vui gặp em ở đây. Một cô gái rất là tuyệt vời. Anh muốn thời gian tới và sau này nữa chuyện của hai đứa mình sẽ có những bước phát triển hơn nữa. Và có thể một ngày nào đó thì anh sẽ được em dẫn về Quảng Trị như là em nói, khi mà mức độ tình cảm và sự tin tưởng đủ. Dạ. Con nói đi con. Con nói một câu gì đó đi. Em cũng hy vọng là nếu sau này mình có thể tiến xa hơn thì anh luôn yêu thương em và một lòng chung thủy với em, đừng có mà kiểu tương tự để cố khác là được. Trời ơi, thấy ghét gì sao? Trả lời đi, sao không có cô khác được? Thật sự thì anh hứa, tại vì tính anh hồi giờ thì ví dụ mình đã có người yêu thì không có màng đến những người khác. Tại vì một thời điểm, một người, cho dù đúng, cho dù sai, cho dù như thế nào nữa. Còn lại thì anh chỉ hy vọng là tình cảm thì dựa trên cơ sở là mình tôn trọng, mình thấu hiểu, mình nhường nhịn, mình sẽ chia cho nhau. Có bất kỳ điều gì đó mà không vừa lòng, mâu thuẫn hay hiểu lầm, mình cứ nói thẳng ra thì sẽ có một cái hướng giải quyết cho cả hai bên để mình càng ngày càng gắn kết lại. Yeah. Đúng nè, con để ý nè, Thành quay nghiêng đi, profile đi Thành quay nghiêng, con nhìn cái lỗ mũi không? Thẳng yeah. băng luôn. Đây là những người đàn ông cực kỳ cương trực yeah. và trung thực thiệt. Cái đó là tướng số đó con. Yeah. Con yên tâm nha. Yeah. Rồi về đi Thành. Bây giờ đó rồi về là tiến hành bấm nút nè. Nào. Chuẩn bị bấm nút thôi. Đây nút đây con. Có cần tôi với ông đếm hay không nữa ạ? Để tay vô ngồi bấm một cái phật luôn. Quan trọng là chúng ta hãy lắng lòng mình lại. Nãy giờ mình có thể nói chuyện vui, nhưng đã đến lúc chúng ta phải xem, kiểm tra lại thật kỹ con tim của mình nha các bạn. Nếu thật sự mình rung động, mình bấm. Còn không rung động, chúng ta để nút bấm đó cho người khác. Bấm là có thể có duyên với nhau, có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp. Trên hai chiếc ghế đó đã biết bao nhiêu người bấm nút, đã thành vợ đồng, thành chồng, đã có con, có cái. Và ngồi trên hai chiếc ghế đó, đến lúc giờ phút này các bạn phải suy nghĩ thật kỹ xem chúng ta có, đây có phải là nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay, không chờ đợi gì cả. Đúng. Hàng triệu khán giả đang theo dõi các bạn. Các bạn đang đối mặt với người nhà của mình, ông bà, cha mẹ, người thân, đồng đội, đồng chí của mình. Chúng ta không thể dối con tim mình nha. Đừng bấm vì điều gì cả. Đừng để người khác hiểu lầm mình. Bấm bằng cả trái tim. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Đồng nhịp luôn. Bắt một cái đồng nhịp luôn. Bấm tay nhau được rồi đấy. Hai bạn ấy bấm một lúc luôn. Thật sự là hai trái tim rung động một lúc và cùng một nhịp luôn đấy. Rất là dễ thương luôn đó. Dạ. Rồi chúc mừng đồng chí Thành nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Đồng chí Thành hãy nói gì với gia đình hai bên và thủ trưởng cũng như đồng chí đồng đội của mình đi. Hứa điều gì và xin phép mọi người cho tụi này sẽ bắt đầu hẹn hò với nhau và tìm hiểu lại nhau. Dạ, trước hết thì em xin gửi lời cảm ơn đến quý thủ trưởng, đồng chí đồng đội cùng các anh các chị, cả hai bên nhà trai là nhà gái. Thì hôm nay thì có
đại diện hai bên gia đình thì em xin phép em và Hoàng Anh thời gian tới được tìm hiểu nhau. Rất là cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui và ủng hộ hai đứa tụi em. Rồi. Bây giờ Thành đó, Thành nhìn vô máy đi, coi như là cha mẹ của Thành với cha mẹ của bạn gái mình đó, Hoàng Anh đó. Hứa điều gì đó nha. Không, xin phép cho con hung Hoàng Anh một nụ hôn đầu tiên và con sẽ có trách nhiệm với cái nụ hôn đó. Nụ hôn đầu tiên đó. Con xin phép cô chú là bố mẹ của Hoàng Anh thì nhân dịp hôm nay thì tham gia sự kiện, một sự kiện cũng hiếm được gặp, đó là lên sóng truyền hình được gặp gỡ bé Hoàng Anh thì con xin phép cô chú cùng gia đình thì cho con được hôn lên má bé Hoàng Anh một cái. Nào đó, hôn má bé Hoàng Anh nữa. Đứng đâu mặt lại nè, đó nhìn đó rồi. Hôn đầu đó nha. Đó, cho đẹp thiệt là lãng mạn coi nè. Cái này là sẽ ghi vào lịch sử, sau này cứ mở YouTube lên là thấy cái khúc này nha. Vén tóc nhẹ nhàng lên Thành, nhẹ nhàng, bình tĩnh, tự tin. Ủa, má liên quan gì tóc mái đâu trời. Tấn công. Nào. Con đồng ý không? Bây giờ em không đồng ý thì mà cũng vẫn phải đồng ý à. Đó là đồng ý đúng không? Rồi. Nhắm chiến đấu. Làm gì nhắm mắt chứ. Hai đứa làm mắc cười quá. Đừng làm cho chú Linh cười kìa. Con. Rồi, Thanh. Mạnh dạn lên nào. Cái gì đầu tiên cũng phải một cặp mới được. Đầu tiên là phải một cặp. Ủa cô. Đầu tiên là phải một cặp bên đây nữa. Ta phải bình tĩnh từ từ nào, nụ hôn đầu tiên. Hết sức bình tĩnh nè. Trời ơi, đáng yêu làm sao á. Rồi, nè, con nói một cái câu gì phải hết sức là gọi là đúng với cái suy nghĩ của con với lại bên thủ trưởng của bên Thành, với lại gia đình của mình. Con nói cảm xúc của con thì hôm nay con tìm được một nửa của mình rồi đó. Ba mẹ ở xa. Đó, và hôm nay là không có ba mẹ ở đây, nhưng mà con đã là khi vô đây là con được hết rồi đó, học hành nè, sự nghiệp nè, tình yêu nữa rồi, đúng không? Con nói cảm xúc của mình đi. Cho con gửi lời chào tới hai bác là phụ huynh của anh Thành. Con không hứa gì nhiều, nhưng mà con sẽ hứa là sẽ khi mà tiến tới với nhau rồi thì sẽ yêu thương nhau hết lòng, và dù có như thế nào thì vẫn hướng một hướng về nhau. Một hướng về nhau. Dạ. Con các anh. Trời ơi, con không biết đấy. Con rung quá, con không nói được cái gì. Con cứ nói cái gì đúng về trái tim, vào cái gì tình cảm thật nhất thôi. Các đồng đội của đó, anh Thành. Nó các anh hỗ trợ cho tụi em yêu nhau. Tụi em đến với nhau. Cho dạ, anh xin phép dài chút. Dạ, hy vọng là bên quân đội mình sẽ tạo điều kiện để cho anh Thanh sẽ có thời gian gặp con nhiều hơn. Gặp con nhiều hơn. Rồi, vậy là đó.